Thưa quý vị, sau một tuần mở cửa biên giới Việt Nam-Trung Quốc, việc kiểm dịch tại các cửa khẩu được triển khai một cách chặt chẽ và chưa phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và kịp thời phát hiện người mắc COVID-19, các địa phương có cửa khẩu đã đưa xây dựng các phương án kịch bản sẵn sàng cho mọi tình huống. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại tỉnh Lào Cai. Sau 3 năm đóng cửa để phòng chống dịch tại vùng biên giới, người dân hai nước cũng đã vui mừng được đi lại thăm thân về quê ăn Tết. Tuân thủ 2K, khẩu trang và khử khuẩn là hai điều kiện bắt buộc dành cho người dân xuất nhập cảnh và không còn phải khai báo y tế, xét nghiệm PCR hay test nhanh. Ăn Tết thì thuận lợi hơn so với trước đây rất nhiều, là không phải quét mã vạch, không phải không phải xét nghiệm COVID. Nào mình nói chung là tổ chức như vậy là trước khi đi là có sát khuẩn này, có khẩu trang nếu bà con nào thiếu này, đấy, nhưng mà có hướng dẫn của biên phòng. Đến nay đã có gần 7.000 người xuất và nhập cảnh. Các cán bộ kiểm dịch y tế đã được tập huấn và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống khi phát hiện người xuất cảnh và nhập cảnh mắc COVID-19. Sở Y tế đã xây dựng các phương án đảm bảo công tác thu dung điều trị bệnh nhân và thuốc, cơ sở vật chất đảm bảo trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh. Bình thường thì chúng tôi đã tuyên truyền và hướng dẫn cho người nhập cảnh là về địa phương nơi cư trú theo dõi sức khỏe 10 ngày. Thì nếu mà có vấn đề về sức khỏe thì sẽ ra cái cơ sở y tế nơi gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị. Còn những trường hợp phát hiện mà có dấu hiệu nghi ngờ thì chúng tôi sẽ thực hiện test nhanh ngay tại cửa khẩu. Về cái huy động lực lượng thì chúng tôi là riêng lực lượng y tế thì chúng tôi huy động là 100%. Thế còn các trường hợp có cái tình huống đặc biệt thì mới được giải quyết cho nghỉ về quê xa nhà ăn Tết. Còn về vật tư trang thiết bị hiện nay thì chúng tôi đã đầy đủ, và cái về cái các biện pháp thì chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh trong cái việc huy động các lực lượng theo cái phương án 4 tại chỗ. Qua kiểm tra giám sát tại các cửa khẩu, Bộ Y tế đề nghị tỉnh Lào Cai chủ động lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng để đánh giá nguy cơ và phát hiện biến thể mới. Công tác khử khuẩn bề mặt tại nơi nhập cảnh cần làm thường xuyên. Bộ Y tế cũng đề nghị các cửa khẩu cần có bản hướng dẫn phòng dịch bằng tiếng Trung. Chúng tôi cũng mong muốn các tỉnh thành phố tiếp tục được làm sao đó để rồi chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản khi mà có các cái có thể có các biến thể mới xuất hiện ở trên địa bàn, và chúng ta có những cái ổ dịch có thể là bất thường và chúng ta đáp ứng nhanh để khoanh vùng dập dịch kịp thời. Thì đồng chí có nói lại với đoàn thì có tức là sau khi mở phải 37%, tức là đảm bảo cho công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu. Dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số lượng du khách người dân xuất nhập cảnh sẽ tăng. Vì vậy, Bộ cũng lưu ý tỉnh sẵn sàng các phương án theo phương châm 4 tại chỗ, các cơ sở lưu trú chuẩn bị sẵn các phòng cách ly cho khách du lịch khi cần thiết.